Xin cho con hỏi bùa chú có thật không? Con nghe nói là chúng sanh là ngạ quỷ hoặc asura thường giúp các thầy bùa đi phá hại người khác. Nếu chẳng may bị trúng bùa chú thì làm sao để hóa giải? Rồi, con xin cảm ơn. Trong kinh Tạng đó có nhắc tới bùa chú ha, có nhắc tới bùa chú. Như là trong kinh Am Bát Thá đó thì có nhắc đến một số cái loại bùa chú, có chứ không phải không có. Mà bùa chú có những loại bùa đó thì nó rất là tác dụng, nó với nó cũng rất là lớn. Nhưng mà đó, cái điều mà chúng ta nói đến ở đây là gì? Người cư sĩ, người Phật tử cho đến những cái vị tu sĩ thì không có nên luyện tập bùa chú. Thứ nhất là nó đi ngược với cái lời Phật dạy. Giống như ông cha mình kêu là cho cha nói một đằng mà mình làm một nẻo, là mình đi ngược lại với lời cha dạy, thì cái đó là một cái đứa con có hiếu hay không có hiếu, quý vị tự hiểu. Cái thứ hai đó là mình chơi với gần với ai thì mình sẽ đi về với người đó. Một số cái loại bùa chú á, mà mượn mượn cái loài ngạ quỷ hoặc là mượn cái loài phi nhân năng lực của họ đó để mà được cái này được cái kia đó, thì người chơi nó đó thì chết rồi thì họ sẽ đi về chung với những cái thứ đó. Và đối với hàng bùa chú đó thì không ai cho không ai cái gì, quý vị nên hiểu như vậy. Chỉ có thần thông có được do thiền định á thì nó mới an toàn thôi, còn thần thông có được do bùa chú á thì nên nhớ rằng không ai cho không ai cái gì. Mình muốn được cái này là mình phải bỏ một cái giá tương ứng, chẳng qua cái giá tương ứng đó mình không thấy trước mắt. Thành ra như sư nói đó, là từ nhỏ sư lớn lên trong một cái môi trường là thầy bà, thì sư biết một số trường hợp. Chính xác là những trường hợp sư biết mà xài bùa chú đó cho đến cuối đời đó, họ bị điên hết, coi như họ bị mình gọi là họ bị cắn trả đó, bị quật ngược lại. Những cái trường hợp mà xài bùa chú mà cuối đời của họ là không phải là đợi tới già đâu, thưa, đợi 50 60 tuổi không phải đâu. Cái kết cục của họ thường là những người đó cũng rất là trẻ, có những người mới ba mấy tuổi thôi. Nhưng mà khi mà sư mới có để coi coi mới có 9 10 tuổi mà nghe nghe kể về những trường hợp đó, thì mới 9 10 tuổi thì những người ba mấy tuổi thì mình kêu họ bằng chú thì mình thấy họ già, nhưng mà bây giờ thấy là ba mấy tuổi là cỡ sư chứ mấy, rất là trẻ. Chơi bùa chú thì nó giống như một con dao hai lưỡi, anh sớm hay muộn thôi, chuyện đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, anh sẽ bị cắn trả và tới lúc đó thì không ai cứu nổi. Thành ra không khuyến khích cái chuyện là chơi bùa.